con muốn hỏi chú là cái sự nguy cấp đó nó thể hiện cụ thể là những cái mặt nào, và thứ hai nữa là cái sự ứng xử của những người trong giới showbiz ngày xưa cái thời của chú so với bây giờ thì nó có gì khác nhau hay không? Tại vì con thấy là hiện nay thì những người trong giới thường hay có cái xu hướng là nói xấu hoặc là tố giác lẫn nhau đó, thì con muốn hỏi chú là có phải là ngày xưa thì người ta sống với nhau nó có tình hơn so với bây giờ không ạ? Để con xin đáp. Thứ nhất là phải tôi là không có showbiz. Đâu có showbiz, không tính gì về thời tôi là... Thứ nhất là tôi cũng không phải là nhân vật của thời của tôi. Thời ấy tôi không phải là nhân vật. Nên tôi như các bạn, tôi cũng không có nhìn đâu nghệ sĩ, các thứ nghe họ làm viết hay là thôi, mình không tham gia vào đó. Ở thời đó không showbiz, tức là không ai người ta kinh doanh. Showbiz, cái chữ biết là business, tức là phải là kinh doanh. Thì không ai kinh doanh vì là thời là thời bao cấp, tất cả đều bao cấp. Hát thì may lắm là được là tối bồi dưỡng bắt phở gì đấy, là tiền thanh sắt cái gì, thế thôi. Chứ còn không bồi dưỡng trí tiền thì bây giờ các bạn đọc để siếc, các bạn thấy khổ lắm. Một cái nghệ sĩ ngôi sao của siếc mà tối thì đến có 80 nghìn, trong khi cô Hồng Nhung có thể 60 triệu khi cô xuất hiện ở cái gì. Đấy là cái này là khác. Đấy là bây giờ. Thế nên là câu hỏi thì đều bỏ cái phần của thời của tôi đi, đúng không? Thế còn bây giờ là thể hiện thì làm sao tôi phải nói được? Bây giờ các bạn biết rõ quá về cái mà tôi không muốn nói, vì nó đầy ra đấy. Cái biểu hiện với số ít các bạn biết đấy. Nghe bạn nói cái chuyện rồi là nói xấu nhau, rồi căng đan này nọ vân vân là những biểu hiện đấy. Bởi vì này, cái dưới số ít của ta họ hiểu lầm, họ cứ tưởng họ làm nghệ thuật. Nên các nhà báo là cứ đổ xô vào để mà ca tụng họ, làm người ta hiểu nhầm mà các bạn là thần tượng họ. Nói thật ở đây thì tôi biết là cái nhiều người cứ nói thế, nhưng mà suốt ngày cứ vào mặt để xem là cái tình hình con này nó thế nào, rồi chửi nhau, cứ đảm bảo nói rất hay nhưng mà khi vào mặt cứng cứng nhiệt vào cái đó, thì cái đó tức là chúng ta đang đồng loại, mặc dù chúng ta hiểu ra thì chúng ta đang đồng loại với những chuyện này. Bởi vì cái dưới showbiz của ta họ không có tài, họ không có tài thật, hoặc là họ có tài cái mức này nhưng chúng ta phóng đại ở mức kia cho họ sống ở cái điều họ không có, cho nên họ tưởng nhầm. Và thứ hai các nhà báo lại thấy họ vĩ đại quá cho nên là hay khai thác. Và bây giờ báo lá cải mà đông lắm, lá cải gần như 100% trừ báo đảng, tức là hình như Sài Gòn Giải Phóng hay là Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, vì không có người mua cho nên là không lá cải, chứ cái gì mà dính đến người mua lá cải hết. Và đặc biệt mạng Việt Nam Net hay là VN Express thì các bạn hay là bên cạnh chuyện tướng giáp là toàn những chuyện là chuyện bậy bạ, như ông già đuổi theo đứa trẻ các thứ vân vân, mà cùng một những bài là cặp, những bài hot, bài nóng các bạn cứ xem. Cho nên hiện nay giới truyền thông đang đồng loạt với tất cả những tình từ xấu nhất mà giới showbiz gây ra. Vì không cần chứng minh một câu hỏi như cô biết rồi đấy, đúng không? Nói mọi người đều biết cả thì phải nói. Tôi, nếu các bạn đọc Cà phê mưa, tôi có viết cái bài Quán cà phê mưa đấy. Trong đó tôi có ý này, mỗi thời ấy, nó có cái nhạc của nó. Thời đương đại có nhạc nó, tôi rất tiếc là các bạn trẻ là không chấp nhận những cái nhạc như của bọn tôi. Các bạn lại thích cái nhạc của các ông bố bà mẹ các bạn, tức là nhạc xưa. Mỗi thời có nhạc cái hay của nó. Tức là chúng ta đi lùi lại. Chúng ta chỉ có thể nghe nhạc xưa với tính cách những cái buổi, ví dụ như là tôi làm nhiều quần mãi hay là những cái chủ đề để chúng ta nhớ lại chúng ta đã có những cái gì. Chúng ta không thể lấy nhạc xưa là cái sinh hoạt hiện tại được.
như vậy chúng ta đã phủ nhận thời chúng ta đang sống, và chúng ta cám người ta gọi là hoài cổ đấy. Cho nên là tôi có khi lên Đà Lạt, tôi có được người ta nghe người ta quảng cáo không, cái quán cà phê của chị hát hay lắm ở cái chỗ Dinh Mỏ Đạn gì đấy, thế là tiền Dinh mấy đấy. Thế tôi lên thì tôi cũng ngại người ta, thì tôi ngồi một góc thôi, kín áo xem. Thì các bạn ấy đến toàn những luật sư, kiến trúc sư gì đấy, là thi nhau nói những điều rất là cao cả, những cái điều đẹp đẽ, và hát cùng hát những bài ngày xưa, và gọi là những bài, các bạn đó là bài để đời đấy. Và tôi rất sợ, còn một khi rất trẻ như thế này, tôi cảm thấy là họ mọc rêu từ trong người, mọc rêu ra, nhỉ, tôi sợ lắm. Đi đâu cũng thế, hát nhạc cũ, tôi sợ, không phải là nhạc cũ không hay, nhưng chúng ta ra mình trong một cái khóa tư văn hóa mà chúng ta cho là tuyệt vời, nhưng xin thưa rằng không tuyệt vời đâu. Vì chúng ta không biết, các bạn trẻ không biết, văn hóa chúng ta nói chung chúng ta còn chưa hay, nhưng vì chúng ta kéo cho chúng ta lại thấy nó hay. Đấy là cái điều rất đau khổ mà không nói được, không nói được. Và bây giờ cái cách của truyền hình đại thông và của nhà nước quản lý đã không cho phép cái đường đại ra đời như thế này. Và gần như là bây giờ là tỷ lệ nhạc của bọn tôi tết không phải là hay, nhưng mà bọn tôi là đương đại kia. Các bạn phải nghe nhạc của bọn tôi là đương đại. Nhưng tỷ lệ phát ở trên các truyền hình hầu như rất hiếm, rất hiếm. Nhưng nhạc thị trường thì là đến 90%. Cho nên là nên tỷ lệ là có rất quan trọng. Chứ tôi chấp nhận là nhạc thị trường phải có, và có người nghe, có nó, đó là một cái điều hợp lý. Nhưng tới mức là nó áp tất cả. Và đến mức như bạn rồi, bạn đã từ chối nghe cái nhạc thị trường để bạn nghe nhạc của bố mẹ các bạn. Tức là bạn mà, tức là bạn từ chối luôn cái thời bạn đang sống. Và tệ nhất là các ca sĩ. Bây giờ rất nhiều ca sĩ là quay lại hát nhạc xưa, xin lỗi, mà giải ngoại đâu còn nhầm đấy. Tôi được biết là tất cả những cô Thanh Lam, cô Hồng Dung thì là bây giờ rất thích hát nhạc xưa, bởi vì hát nhạc xưa được tiếng vỗ tay. Thế cho nên bây giờ là tất cả mọi người đang giam mình trong một cái khóa tư văn hóa. Không phải là không hay, nhưng chúng ta nên có một cái đời sống mới. Cái chả nhẽ đến thế hệ các bạn lúc về trở về là hồi ấy mình nghe cái gì lại giờ toàn ông Dương Tiểu Tước với ông Văn Cao ra thì không phải thời các bạn đâu. Cho nên là hoàn toàn là chống vắng cả cái khoảng văn hóa mà chính các bạn đã tiêu diệt thế, đã làm cho nó chống vắng của các bạn không chịu nghe, vẫn có. Và cái không chịu nghe nó có lỗi rất lớn của các cơ quan truyền thông và quản lý văn hóa. Họ đã làm cho bọn tôi điêu đứng và không có chỗ đứng trong thời hiện đại. Và may mắn thay là bây giờ nó đổi khác do truyền thông, do mạng những các thứ, và do các bạn trẻ là nhiều người là học hành, họ có tính độc lập, thì có thể họ lại đi, họ đi tìm cái của họ, tức là cái thời của họ. Thế cho nên đấy là một cái ý kiến mà tôi nghĩ là tôi giải đáp như thế để bạn hiểu. Thế còn là mình kính trọng tất cả, vì bố mẹ các bạn hiển nhiên là phải thích những cái nhạc đó rồi, mình nhạc rồi cũng như tôi phải thích ông Phạm Duy. Nhưng mà tôi sống đương đại, tôi lại thích nhạc mới, người cũng như, cho nên tôi thấy những nhạc sĩ trẻ tôi rất là ủng hộ, vì tôi có thích họ. Thế thì nhưng mà tôi là người khác, tôi hoặc là văn hóa khác, các bạn nhìn nghe, các bạn không cần phải như thế. Nhưng đừng nên đánh mất cái thời mình đang sống, hãy xây dựng nó. Mình phải tự hào, thời ấy tôi có bài hát ấy, tôi có tác giả ấy, tôi có ca sĩ ấy. Nhưng thời ấy lại tự nhiên là ông Y Vân, ông Mêu, ông Hoàng Vân, những ngày ông Dương Tiểu Tước nó buồn cười. Cho nên là không. Cái này là cái rất là đáng buồn, bạn cũng không rất đáng buồn. Hãy mạnh mẽ lên, thời này là thời khác. Nhưng bây giờ suốt ngày tôi cứ rất sợ, suốt ngày là cái buồn chán mệt lắm. Mình đã sức khỏe hồi này về già yếu rồi, là suốt ngày nghe cứ não tỉnh như buồn lắm. Thế các ngày xưa cũng não tỉnh. Ngày xưa mình thích, ngày xưa đọc từ Lực Văn Toàn thích lắm. Tôi nói các bạn là nửa chừng, cái chuyện nửa chừng xuân của ông Thái Hưng ấy, là tôi đọc mà có nhiều đoạn tôi cứ đọc danh sách cho thuộc, tôi đọc hẳn cho ông anh tôi như đoạn là của cô Mai và thăm em từ vừa hiểu nguy nhất là đi quốc cái thứ này là đoạn ái xe ô tô trên Phú Thọ thì ông Lộc cũng về ông thăm cô Mai nhỉ, là mấy chục trang đọc rồi, tức là đọc thuộc lòng. Bây giờ gặp lại không được nữa, bởi vì sao? Không phải là mình thấy họ dở đi, mà mình là con người đương đại, mình có những tiếp nhận khác thì tự nhiên là nó cứ thế thôi. Thế tôi không biết là cái anh lớn tuổi như thế nào, thế tôi vừa đọc lại những cái đó tôi gặp rất khó. Thì chúng ta đọc Haruki Murakami được,
hay là đọc những cái kiểu cái cửa cái khu mọc tư chúng ta thấy hay dễ, nhưng mà đối với thế hệ tôi mà đọc những cái cũ tôi không đọc, chính không hiểu sao các bạn bây giờ lại thích cái cũ đến mức như thế, thì đấy là cái điều mà tôi rất là băn khoăn. Bây giờ các bạn không dựa được vào truyền thông đâu, không dựa được vào các hoạt động biểu diễn của nhà nước đâu, bởi vì các hoạt động biểu diễn nhà nước là sẽ làm cho các bạn thỏa mãn cái điều các bạn đang muốn. Người ta rất là không thích chương trình mới, chương trình đương đại một cái mới mà bạn nói chứ không phải cái mới, những cái nhảm nhí không phải là mới, những cái là người thiếu văn hóa làm không phải là mới nói chứ. Nhưng bạn không có điều kiện, bạn không có cơ hội để bạn biết nó. Tôi nói ví dụ như nhạc của anh Thanh Tùng cũng đâu có giỏi. Bạn hãy nghe nhạc rồi, tôi bỏ tôi đi, vì tôi không, tôi bỏ tôi đi. Nhưng tôi với bạn bè tôi rất nhiều bài cũng được đấy, sao bạn không nghe? Mà bạn phải nghe cái cũ nó có âm nhạc, nó có tâm tình mới. Tại sao bạn lại nghĩ rằng là tệ hại hết? Bởi vì bạn lại đi và quyến tất cả những người như thế đi. Có Đức Phương, Thanh Tùng hay cái gì đó là thành mấy cái cậu vừa rồi đấy, cái cậu mà cái gì đó biết đắm say ngất ngây rồi bỏ anh bỏ em rồi là trao lời yêu. Bạn nghĩ đấy là cái mới, nhưng bạn không hề biết cái mới là cái gì. Bạn có hiểu không? Đấy là lỗi của bạn. Bạn hoài cổ là lỗi của bạn. Tất nhiên là nếu bạn muốn cái mới, thì còn nếu mà bạn thích hoài cổ thì bạn sẽ không có lỗi. Chúng ta có quyền sống theo chúng ta. Có nhiều người, tôi không phải là người hoài cổ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải. Văn hóa là tiếp biến, tức là chúng ta phải tiếp tục chúng ta những cái gì chúng ta đã có. Chúng ta phải biết yêu những cái cũ. Nhưng chúng ta mà chỉ dứt khoát chỉ có cái cũ mới hay cái mới là dở, tức là chúng ta là hoài cổ. Hoài cổ là một cái thái độ chúng ta phải loại bỏ. Hiện nay có rất nhiều người hoài cổ. Hoài cổ tức là phủ nhận cái đang sống. Cái đang sống dù nó xấu đến mấy nhưng nó là cuộc đời mình. Nó là cái mình nham tham ra. Còn cái cũ dù nó tốt đẹp đến mấy nó không phải là của mình. Bạn không phải là bố mẹ các bạn. Bạn có cuộc sống của các bạn. Các bạn hãy đi tìm cho các bạn cái đàn sống, nhưng các bạn biết yêu quý những cái mà của bố mẹ các bạn đã tuyệt vời. Chúng ta sống bằng ba thì, tức là một người sống với hiện tại nhưng đồng thời là biết tiếp nối với quá khứ, như bạn là tốt nhưng không được hoài cổ. Và chúng ta dám mơ, tức là tương lai là cái gì đó nó sẽ đến. Thế rồi cuối cùng tương lai nó cũng sẽ thành hiện tại, rồi hiện tại nó thành quá khứ, một cái vòng luân chuyển như thế, nó mãi mãi và đấy là cái mặt, cái bền vững, cái đúng. Còn nếu chúng ta cắt ra, chúng ta chỉ có quá khứ là chúng ta đi ra ngoài cái con đường, cái vòng ấy. Hoặc là chúng ta chỉ có hiện tại, chúng ta chỉ biết hiện tại, không thèm, không có giấc mơ ủng hộ cái mới, cái tương lai và cũng không ghét cái cũ, chúng ta cắt rời ra đó, chúng ta cũng là đi ra ngoài cái đó. Và đi ra ngoài chỉ sống hiện tại không sẽ thành một người rất là cạn nghèo. Chỉ sống với quá khứ không cũng là người rất cạn nghèo. Và có người chỉ có mơ mộng không và phủ nhận cái đang sống, phủ nhận cái quá khứ cũng rất là cạn nghèo. Cho nên cái cần nhất là chúng ta hãy nối vào cái này. Và quan trọng nhất là chúng ta hãy bằng cái hiện tại thì chúng ta nối với cái cũ. Bằng cái hiện tại thì chúng ta nối với cái giấc mơ của cả. Nhưng phải bằng cái hiện tại, cái mình đang sống, cái tuổi của mình, cái cuộc đời của mình, cái đang xảy ra. Nếu chúng ta không hiểu được và không làm thì không phải là vì chúng ta không nhìn bạn vừa rồi là bạn đã phủ nhận những cái đang diễn ra vì bạn không biết nó. Bạn không tìm hiểu nó dễ quá, tôi có thể tôi bây giờ nói là nó kỳ cục, nhưng mà bạn làm thế thì tôi cũng hơi buồn, tôi hơi ngượng và chẳng nghe mình chứ là mọi người cứ đi rồi coi như bạn không hiểu, không giá trị với không kém đâu. Thế thì đấy là tôi nói với bạn hiểu. Thế còn nếu bạn hoài cổ là tôi hoan nghênh bạn thì đó là đời sống riêng bạn, tôi không nói. Và nếu bạn tôi là người biết rất nhiều cái cũ cực kỳ, nếu bạn cần thì tôi có thể giúp cho cái sự hoài cổ của bạn. Bạn mình đối với chúng
ra cái niềm vui của chúng ta chính là cái điều chúng ta muốn. Còn đây là tôi nói với chung với mọi người chứ không phải nói cái riêng bạn, đúng không ạ? Tôi cũng thiếu văn hóa, tôi phải nói trước. Văn hóa lớn lắm, không ai có thể nói là mình có văn hóa được. Nhưng mà nói thiếu văn hóa chứ không phải là tôi không có văn hóa, đúng không? Và câu nói này được áp dụng với rất nhiều người, tức là chúng ta còn thiếu văn hóa. Nhưng thiếu đến mức mà làm gây xúc phạm với người khác thì là không tệ. Thiếu đến mức mà anh làm nhạc mà để người ta bình tai là tệ. Anh vẽ tranh là người ta tránh. Anh viết chuyện là người ta dùng thùng rác. Nếu thiếu đến mức thế thì quá tệ. Và hiện nay nó có những quá tệ nhưng không phải là tất cả. Nhưng tất cả chúng ta đều thiếu văn hóa. Và đây là cái giới hạn lớn nhất mà Việt Nam có. Là nước Nhật không thế, nước Mỹ không thế, nước Anh không thế, nhưng Việt Nam là thế. Và không ai thoát được khỏi cái này. Không ai ở Việt Nam vỗ ngực rằng mình là người có văn hóa theo ý nghĩa tốt nhất của nó, không có. Tôi đảm bảo các bạn, bởi vì không ai vượt ra ngoài trừ những người đi nước ngoài, họ trở về họ sống ở cái nền văn hóa khác. Còn tất cả những người dân ở trong Việt Nam bị cái giới hạn Việt Nam là chúng ta. Và đây là một cái sự xấu hổ, và chúng ta nên biết xấu hổ là chúng ta thiếu văn hóa, kể cả tôi. Cũng như là nhiều người nói mình nhà quê, và xin lỗi tất cả chúng ta nhà quê bạn đừng nói thao tạo thế, đúng không? Nhưng mà cái người hay là người biết xấu hổ về cái sự thấp kém, còn người không hay là nói thì người ta khinh miệt. Tức là rất nhiều thằng này nhà quê, tức là anh ấy không nhà quê mà mày nhà quê luôn. Tôi sang Pháp, tôi về anh Trần Trọng Vũ là con ông Trần Dần, thì tôi biết anh Vũ là bác sĩ rất nổi tiếng, anh ấy là tôi biết từ bé, nhưng mà là chú cháu trên tờ nhà anh Vũ. Thì là anh ấy, cô vợ anh Vũ là một nhà văn rất nổi tiếng và mời tất cả bạn bè bên Pháp đến để gặp, gọi là giao lưu, em gọi là chuyến giao lưu. Với tôi thì tôi sang đây cũng các bạn cũng coi tôi là người công chúng, là người nổi tiếng, mà nói là toàn chỉ nói xin Việt Nam trả lời, nói xấu cái kinh khủng, nói đúng biết chứ không phải nói sai đâu các bạn. Thì chúng ta tệ lắm. Nói xong tôi bảo thôi rồi, các bạn nên chú, tôi xin lỗi các bạn, tôi sang đây. Thứ nhất là cái gì xấu là người Việt Nam, là trong đó có tôi hết đấy. Nên để cho tôi yên, tôi đi chơi như thế này, tôi khổ lắm. Rồi, các bạn cứ lên án Việt Nam như thế này, tôi khổ lắm. Vì chúng ta, bọn tôi đều có những cái xấu hết đấy. Không, ai cũng dính vào những mức độ khác nhau, ai dính vào. Các bạn nói rất đúng, nhưng hãy lần lượt, cái lần lượt hãy thương. Chúng ta thiếu nhân văn. Chúng ta kiêu hãnh quá, rất nhiều người lên mạng nói chửi rửa bao lo rồi. Tôi bảo hình như ông này ông tốt lắm à. Nói phải biết. Hiện nay cái xấu nhất của mọi người lên mạng mà gây phản ứng, rất nhiều người lên mạng hay, nhưng mà có những người là gì là công như tưởng là công rất hay, cho nên công nói những người khác rất là kinh khủng và không thuyết phục ai được. Không phải. Cho nên tôi nghĩ rằng không nên. Đúng không ạ? Không nên là kể ra rằng là người này vì sao thế, mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta thiếu văn hóa, nhưng mức độ có khác nhau. Nhưng thiếu văn hóa đến mức là nhạc mà người ta phải đi tai, người ta không nghe, phải nhạc lại, tranh người ta trông thấy người ta bỏ đi, người ta dục, viết sách xong người ta xem xong người ta dục của thùng rác, thì không nên như thế. Hiện nay như thế có và hơi nhiều, nhưng không nên chỉ đích danh, bởi vì chỉ đích danh là thiếu nhân văn. Để cho người ta còn nghe, để người ta hình như là người ta không phải thế, để người ta còn giúp kinh nghiệm. Chứ bây giờ mà xin lỗi với cái gì mày thiếu văn hóa, không ai người ta nhận đâu. Ở ta có phương pháp kỳ lạ, là cứ đi thi với thằng này sai, thằng kia sai. Điều đó rất không được, bởi cái mong muốn mình là họ thay đổi, chứ không phải mong muốn để họ nhận tội. Chúng ta cứ toàn như là tòa án, tức là toàn kết tội, và biến tất cả thành người là có tội hết. Đấy là không được. Hãy làm cho người ta thấy là người ta không nên làm như thế, và muốn vậy thì đừng kết tội người ta.
chứ ai cũng nghĩ là sao bây giờ bảo vệ được thằng ăn cắp mà nó đi nó nhận nó ăn cắp được cũng có, cho nên là cái này rất tế nhị, đúng không? Rồi bạn nào đấy, rồi nó đưa cho đi cô cho cô ăn cắp, cô ăn cắp cái này cô đấy, cô đấy, đấy đấy đấy, cô này, cô này, cô này, đấy, cô đưa tay mà, bạn. Giờ này thì được rồi chứ. Còn người khác thì sao? Rất là vui vì nếu mà các bạn hỏi thì vì rồi, rồi anh. Dạ cho em hỏi nha. À, thì như nhạc sĩ này, nhạc sĩ có nói là mình không có tiêu diệt thì những cái mà mình không cho là đúng, mà mình làm những cái tốt hơn để mà làm tốt, để mà đó là cái công việc của mình, cái đó là công việc của nhạc sĩ. Còn những người mà không làm nghệ thuật như thì cháu thì cháu nên làm gì để tốt? Cái thì cháu nên làm cái điều chú làm đấy. Ví dụ như là chú làm được những cái cháu quản lý à? Cháu là quản lý điện thoại gì không? Cháu không làm bên nghệ thuật thì cháu giúp được cái gì? Cháu làm gì để giúp được? Cái tôi nói rất là rõ thì phần này, tức là bạn hãy đi tìm cái mới, ủng hộ cái mới nếu bạn là công chúng. Chứ bạn mà để vào bạn ủng hộ những cái showbiz như bạn nói thì là bạn sẽ không được. Và bạn biết là bạn không chung thiện cái đó đâu, nhưng bạn có cái gì mới bạn hãy ủng hộ. Và bạn ủng hộ những cái mà bạn cho là lành mạnh, bạn ủng hộ, cái đó là rất quan trọng. Cho nên tôi trong này nó có cái quan điểm, khi tôi làm các chương trình mới ấy, hiện nay tôi đang sẽ làm một số chương trình mới gọi là định kỳ mỗi năm ấy, là tôi có một cái đưa ra một cái quan điểm tức là xây dựng công chúng thay vì chỉ là thưởng thức. Xây dựng công chúng bởi vì là nghệ thuật là cái mà anh không thể bắt người ta hiểu được. Nhạc nó vừa anh cứ đi bắt nghe được, nghe phải xây dựng công chúng. Tôi đã từng làm chat với Moza, tôi làm cho nó trở nên dễ hiểu và hấp dẫn người ta. Sau khi người ta ví dụ như là người ta không bao giờ người ta nghe cái bốn mùa của Vivaldi, thì người ta nghe cái bài Mùa Đông của Mỹ Linh hát, đấy là một cái chương trong cái concerto này, thì quen thuộc qua giọng hát của Mỹ Linh thì là quen thuộc, rồi sau đó thì nghe tác phẩm này thì dễ hơn. Chứ bây giờ tự nhiên nhảy vào nghe thì rất khó. Thì đấy là cách xây dựng công chúng, tức là chúng ta phải mời họ đến những cái giá trị văn hóa mà bản thân họ chưa hiểu được. Mà muốn mời họ đến là phải rất là ví dụ như này, canh bản tôi nói là thủ ông tầng điện toàn lãng mạn quá. Bây giờ nó đến giao hưởng, nó đến nó nghe nó làm gì không? Đến là nó bật ghế rồi nói chuyện. Khán giả vỗ tay, nó có biết hết chương mà vỗ ra vỗ. Một cái tác phẩm có ba chương mà cứ hết mỗi chương để vỗ tay làm nhạc trưởng người ta khó chịu lắm. Vô nói thế thì ủng hộ làm cái gì? Tôi bảo ông nhầm. Tôi mơ những người đến nhà lớn, có thể những người đó, những người đến nghe các concert đấy, có thể những người đó họ không hiểu. Nhưng riêng việc họ có tiền mua vé hoặc họ cầm giấy mời họ vào là đáng quý vậy. Bởi vì đấy là sự thừa nhận của họ, cái giá trị chúng ta mang đến cho họ, nhưng họ không hiểu. Nhưng không ai mà sau khi nghe nhạc Beethoven cũng bật ghế rồi là nói chuyện, nhưng ra không ai nói rằng là tao Beethoven giờ cả. Úi trời, hôm nay hay lắm. Họ sẽ phải nói thế, cũng như mua cái món hàng Louis Vuitton hay Hermès chẳng hạn, thì là phải đi khoe. Mặc dù mình không hiểu giá trị thật của nó ở cái này vớ vẩn, nhưng mà phải đi khoe. Đó là một cái tuyên truyền rất tốt, và ông ấy không hiểu, nhưng ông dẫn người yêu ông đến thì khoe thôi cũng tốt. Rồi dần dần ông ấy, cái giá trị ông ấy nghe nhiều, ông hôm nào ông nghe rồi dần dần ông quen đi, thì là hay ý các con ông ấy, hay bạn bè ông ấy, ông gì điều kiện mà ông đi nhận điều kiện thì người ta ông ấy khen hay thì người ta đi theo. Và chính những người mà đi theo họ có thể họ hiểu hơn không? Cho nên xây dựng công chúng là không được là có tiêu chuẩn là mời gọi tất hay hấp dẫn họ, vì mình thấy cái này hay bổ ích cho họ hay mời họ đến, nhưng không bằng cái thủ đoạn kia, hay làm một chiến lược thực tế và tôn trọng tất cả những người đến dù họ không hiểu đấy, đấy mới là tốt. Cho nên cái khái niệm xây dựng công chúng là rất cần. Mà bạn nói là bây giờ bạn không phải làm nghệ thuật thì làm nào, bạn hãy trở thành công chúng của những chương trình đó. Ví dụ bạn giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh thì diễn một cái giai điệu mùa thu thì bạn cũng có bạn mua vé đi. Nếu bạn thực sự
là các bạn cái cuối cùng chỉ nhảy cổ dân theo những cái kia, thì tức là giữa lời nói việc làm của bạn là không đi đôi, đúng không? Bạn có thể ăn dân bạn bè đi uống cà phê mất 200.000 thì bỏ 200.000 mua vé nha, thì không chịu. Thế thì mình thắc mắc là cái ví dụ đấy. Cho nên là hiện nay chúng ta phải hiểu đây này, là chúng ta có những cái thói quen, có những cái suy nghĩ, mà có những thói quen mà nó ảnh hưởng suy nghĩ đấy, tức là cái quán tính của cái cú nó rất lớn. Cho nên cái suy nghĩ thì đúng rồi, nhưng mà cái quán tính nó mình vẫn chuyển theo cái cũ. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta hãy cố gắng là thay đổi cái suy nghĩ của mình và thay đổi thói quen của mình để chúng ta ủng hộ cái mà chúng ta nghĩ là nó nghiêm túc. Thế còn là anh tôi thấy anh tôi rất muốn nói chuyện với anh, có thể anh một người trong nghề chúng ta là lớn tuổi với các bạn rất trẻ, bây giờ chúng ta nói chuyện nhau để các bạn ấy nghe một chút xem chúng ta. Tôi đi từng viên âm nhạc, hồi đã có gặp nhạc sĩ rồi, nhạc sĩ tôi nhớ. Thì những cái chuyện mà nhạc sĩ trao đổi ấy, thì tôi nghe hiểu hết. Tôi cũng sống thì đó, tôi biết nhạc, tôi tốt nghiệp nhạc điện thành phố. Nhưng mà bây giờ quan trọng là tôi cho con đi nghe nhạc sĩ. Thì những điều nhạc sĩ vừa trao đổi thấy rất bổ ích, và có lẽ là cái lớp trẻ này nó tiếp thu được. Tôi có biết nhạc mà nhất quyết là nó không nghe hai câu. Vì thế thì đó, cái buổi nói chuyện này tôi nghĩ là rất có ích cho lớp trẻ. Chúng ta phải cho vỗ tay về vì này. Cái gặp ở tuần hôm nay là anh ấy đưa con anh đi về, con anh đi công nhân đang học ở Đại học Patent và học về truyền thông. Nên đấy là một cái trách nhiệm vô cùng là hay. Thế các bạn phải hiểu điều đó, tức là xây dựng công chúng là như thế, tức là bản thân anh thấy cái trách nhiệm đối với con mình, con bạn ấy, và bạn hiểu được cái nghệ thuật thật sự con người, bạn phải có trách nhiệm với cái việc đó, phải lôi cuốn người khác và phải thuyết phục người khác, chứ không có cái gì đừng có nói là mình hay rồi mình bắt, ví dụ như là như anh mày bảo mày phải đi thế này thì chưa chắc, nhưng đưa con đến tôi thật sự là cảm động, tôi rất muốn anh nói cái điều đó với tất cả mọi người, và tôi nghĩ là nếu hai thế hệ chúng ta lớn tuổi, những người đã bạc tóc và tất cả các bạn đều sống với nhau kiểu đó, tức là những người lớn tuổi thì rước người trẻ tuổi, còn người trẻ tuổi thì kính trọng người lớn tuổi, thế thì là tuyệt vời. Hiện nay nhé, là người lớn tuổi nghĩ rằng mình oai lắm, còn giới trẻ thì nghĩ mấy ông già này là đồ bò. Đấy là một cái rất không hay, cho nên hôm nay đây là ngày đẹp nhất mà chúng ta có thể thấy. Xin các bạn một tràng vỗ tay nhé. Thế còn bạn nào có điều gì hỏi không? Dạ thưa chú, cháu muốn hỏi lại về cái cách mà chú xây dựng công chúng như lúc nãy chú vừa trình bày. Thì cách mà chú xây dựng là có thể là kêu gọi những người mà có thể chưa hiểu biết gì về văn hóa, về nghệ thuật vào thưởng thức những buổi hòa nhạc cả. Nhưng mà liệu chú có tự hỏi rằng làm như vậy thì có thể vô tình mình gây ra một cái thế hệ mà họ thưởng thức nghệ thuật và không có nhận thức, và đôi khi có thể tạo ra những thế hệ mà họ chỉ hùa theo phong trào và tỏ ra là mình sang trọng, mình đi nghe hòa nhạc, nghe thính phòng, giống như nhân vật vừa nãy chú nói, cháu không hiểu tên nhân vật vừa nãy, anh ấy Tom Hanks, anh ấy đi theo chạy như vậy và tất cả người chạy theo mà không biết mình đang làm gì cả. Vậy chú nghĩ như vậy. Cái khác nhau. Rồi, cảm ơn câu hỏi rất hay. Thứ nhất là anh Tom Hanks là anh không có mục đích gì, nhưng mà như chú thủ chẳng hạn là không mục đích. Cái khác nhau đúng không? Cái cuộc chạy chú thủ là dẫn đến cái thánh đường nghệ thuật, không phải là đến chỗ tự nhiên chẳng biết mình gây ra phong trào gì. Ví dụ như là cháu nghĩ rằng chú có cuộc chạy đó, đấy là cái khác biệt thứ nhất. Thứ hai là mình phải có thái độ như thế này, là đối với văn hóa, nhất là văn hóa đỉnh cao, không phải ai người ta cũng thích được. Và mình chấp nhận rằng phần đông là người ta không thích,
và cái đó là về cái hiển nhiên. Nhưng không thể nào đối với một cái giới tinh hoa, một số giới ít quan hệ với xã hội lại không biết được. Cháu nếu là một số ít mà có thể thay đổi được xã hội này, tức là cháu là doanh nhân loại cao cấp, cháu là trí thức loại cao cấp, là nghệ sĩ loại cao cấp, mà cháu lại không được hưởng thụ và không sống với văn hóa cao thì là chấp nhận được. Cho nên cái này không gây phong trào quần chúng, bởi vì thực ra đám đông, chú đã nói chúng ta lên tuần rồi, anh ơi đưa rau ở sinh viên là không được đâu. Một năm anh đến thì kèm chống mấy quản nhất rồi là ấy gặp rồi tài mạng ba tay kia hỏi gì đâu, không hiểu. Mình xây dựng công chúng là xây, văn hóa cao là xây dựng công chúng cho giới tinh hoa. Cho cháu hiểu điều này nhé. Cháu là phải đi nghe nhạc cao hưởng, nếu cháu nghĩ rằng cháu sẽ trở thành một cái người có văn hóa. Nghe nhạc cao hưởng không phải là thưởng thức, không phải để trở thành cái gì cả, mà để như chú nghĩ là để chú có thể nói ra như hôm nay, chú làm được cái việc đó. Cháu hiểu như chú thì, thế cho nên là nếu thật sự mình có giấc mơ để trở thành một người hay, thì mình phải tiếp nhận văn hóa thể thao và chú hướng đến người đó. Thế còn hướng đến người đó bây giờ là đây này, các doanh nhân chú rất cần họ biết những cái đó, nhưng mà xưa nay mà cũng nhiều ra mượn nặng đâu lắm, em không đi nghe. Nhưng làm nào mà dụ họ để họ đi nghe, rồi chú xin lỗi là bắt đầu thì thấy ấy, nhưng dần dần thấy người khác thì thấy, lần nào mua vé đi rồi cuối cùng cũng nghe được đấy. Con đường này không phải là con đường của công an, con đường này nó có chỉ rõ, nó có mốc cây số, đến đây thì được. Bắt đầu vỗ tay nhảm không sao, bảo may sắp đến đoạn đấy mình vỗ tay bảo thế à. Sonat nó có 4 chương, chương đầu là Allegro, chương 2 là Andante, chương 3 là Scherzo, chương 4 là Finale. Mỗi chương là mày phải hiểu cái này nè, được sao ta? Họ sẽ dần dần họ sẽ vỗ tay đúng trở lại. Đấy là con đường. Con đường nó có từng mốc cây số của nhận thức. Chứ còn không phải là phong trào như bạn nói đâu, tức là chú không hoàn toàn nghĩ, cho nên là đến với nhà hát đâu có phải là có 500 chỗ ngồi chứ mà. Cậu phải là một trong 500 người ấy. Chứ không thể là đây là ra sân vận động với bạn người, mình không có cái phong trào ấy. Đây không phải là phong trào, đây là xây dựng công chúng. Và chú rất mừng nếu mà có một cái ai đó như bây giờ các anh chỉ thấy là đi cứ hát đi đâu được, thì tất nhiên rất là nó lố bịch, bởi vì là anh cái nhạc ấy và cái tầm cho anh là mấy tao hưởng được kỳ cục. Nhưng ít nhất là họ không chửi văn hóa, họ không hạ bệ văn hóa, họ dẫm đạp lên, ít nhất là họ còn đội lên, họ còn thấy là giá trị, cái đó rất tốt. Cho nên là trong những cái tiếp nhận về văn hóa cao ấy, nó có nhiều bậc, nó nhiều bậc. Và chúng ta phải nhân văn, tức là chấp nhận cả những bậc thấp nhất, cả những người là a dua cũng được, bởi vì a dua theo cái đó tốt. Bởi vì cuối cùng là a dua theo cái văn hóa cao tốt. Cái cậu bảo bây giờ là a dua để nó đọc sách, đọc Kiều Nguyên Du hay đọc các tác phẩm kinh điển, a dua đấy đâu có sống, câu me là chạy đi, không có mục đích. Cho nên là hai cái rất khác nhau, nên cháu đồng ý đi đúng không? Rồi. Thank you.